Chào các bạn, các em học sinh. Các em học sinh lớp 8 tuần mới. Hôm nay chúng ta sẽ làm đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 môn toán 8 năm học 2023-2024. Một, phạm vi ôn tập đại số, chương 6 phân tích đại số, chương 7 phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất, phần xác suất. Ta đi vào bằng phần bài tập tham khảo. Hai, bài tập tham khảo. A, trắc nghiệm. Câu số 1. Trong các phương trình sau, phương trình bậc nhất một đẳng là. Vậy ta thấy đây là bậc 2 này. Không phải là thứ không. Đây có cái mẫu này. Không đúng này. Đây là bậc 2 này. Đúng luôn. Chúng ta chọn câu C. Câu 2. Trong các hàm số sau, hàm số bậc nhất là. Đây là có cái mẫu này. Không được. Đây là mũ 2 này. Là không được. Đây là mũ 2 này. Và đây là hàm số bậc nhất. Đây chính là 3y bằng trừ x cộng 2, y sẽ bằng trừ 1 phần 3 x cộng 2 phần 3. Đó. Nên nó là bậc nhất. Câu số 3. Với m bằng trừ 1 thì phương trình là có nghiệm hay là vô nghiệm như thế nào? Trừ 1 thì mình thấy đấy là gì? 2 mũ 2 trừ 2 x bằng trừ 1 cộng 1. Rồi cho nghĩa ở đây là 0x. 0x bằng 0. 0x bằng 0 được phương trình vô số nghiệm. Rồi số 4. Tập nghiệm của phương trình là. Vậy đây nó sẽ tương đương với gì? 2x cộng 2 phần 3 bằng 0 và 1 phần 5 trừ x bằng 0 trừ 2 phần 3 chia cho 2 trừ 1 phần 3 x sẽ bằng 1 phần 5 trừ 1 phần 3 và 1 phần 5. Chọn câu đi. Câu số 5. Điểm thuộc đồ thị hàm số. À. Vậy mình thấy đây là 0 thì thế ở đây nữa. 0 trừ 3. X bằng 0 y bằng trừ 3. Nha. Câu 6. Đường thẳng y bằng m trừ 1 x trừ 3 đi qua 2, 3 thì m là. Đây sẽ làm. Ba là chỗ này nè. Mình có 3 bằng m trừ 1 x là bằng 2. Vậy đó là 6 sẽ bằng m trừ 1 nhân cho 2. M trừ 1 bằng 6 chia 2 là 3. M bằng 4. M bằng 4 nha. Tức là mình thế x y. Vô cho này. Y vô cho này. Bài số 7. Câu 7. Đồ thị trong hình vẽ trên đây là của hàm số nào? 0, 1. X bằng 0, y bằng
x bằng 0 y bằng 1. Và đồ thị này là nó đi lên, lên cái A này bỏ nè, nó âm và bỏ cái dương này. Và mình chọn câu C, câu 7C. Câu số 8. Cho đường thẳng D là y bằng 3x trừ 4. Đường thẳng D phải nào sau đây song song với đường thẳng D? Song song là nó có cùng số 3 này. Đây số 2, bỏ, trừ 4, bỏ, trừ 3, bỏ. Đây, số 3 này. Câu số 9. Tìm điều kiện để m bình phương trừ 9 nhân x cộng 2 bằng 0 là phương trình bậc nhất một ẩn. Phương trình bậc nhất một ẩn đây. Chỗ này phải khác 0. Khác 0. M bình phương khác 9 cộng trừ 3. Mình chọn câu D. Ta qua câu 11. Quy đồng, khi quy đồng mẫu thức đa phân thức, ta được mẫu thức chung là ta có x bình phương này. Trừ 4x trừ 5 là bằng x trừ 1 và x bằng 5. A trừ B cộng C bằng 0 là x bằng trừ 1 với x cộng 1. Đó. Và cái này trừ 2x trừ 3 cũng bằng x cộng 1 nhân với x trừ 3. Cho nên là nghiệm là bằng là trừ 1 với 3. Bên đây là trừ 1 với 5. Như vậy mẫu thức chung là gì? X cộng 1 x trừ 5 nhân x trừ 3 đây ra này. Chọn câu B. Câu 12. Đa thức P trong đẳng thức hay là như vậy mình nhân chéo. Mình nhân chéo này, V các bạn cho bao nhiêu? X cộng 1 x bình phương trừ 4 là x trừ 2 nhân x cộng 2 luôn. Chia cho x trừ 2. Trừ 2 trừ 2 cộng x cộng 1 nhân x cộng 2. Đây bằng x bình cộng 2x cộng x cộng cho 2 x bình cộng 3x cộng 2. Mình chọn câu D nhé. B cho mình sẽ bằng x bình cộng 3x cộng 2. Bây giờ câu 13. Kết quả máy tính này là đây chính là x cộng 2
bốn hai. Rút số 2 là x trừ 3, x trừ 3 cần 2, đây này, đơn giá đây. X cộng 2 trên 2, mình chọn của A. Giờ tôi qua câu 14. Công thức này xác định khi cái này khác không, x khác cộng trừ 2, chọn câu D. Câu 15, kết quả của phép tính này là cái này mình phải làm. X nhân x cộng 3 cho nên nhân cho 2 x trừ 3, đây 5 nhân x trừ 3 x cộng 3 tất cả 42. Vậy 2x trên 5x cộng 3, 2x trên 5x cộng 3. Vậy chọn câu D. Rồi qua câu 16. Rút gọn được kết quả là rút gọn chia cho 4 mà được 2 phần 3, 2 phần 3 đâu, 4 phần 3 bỏ, 3 phần 2 bỏ, x mũ 3 chia x mũ 2 là còn lại x. Hay đơn giản cho cái này nó còn lại y. Này đơn giản cái này còn dấu trừ, vậy trừ dấu trừ đưa lên nó sẽ bằng trừ 2 trừ y do 3y. Bằng 2x nhân y trừ x trên 3y. Mình phải chọn câu đi. Câu số 17. Một kệ gồm 30 tủ kệ đựng đồ dụng cụ học sinh. Trong đó các tủ được đánh số từ 1 cho đến 10. Trong đó các tủ được đánh số từ 1 đến 10 ở tầng 3. Các tủ được đánh số từ 11 tới 20 ở là các tủ ở tầng thứ 2. Còn các tủ được đánh số từ 21 đến 30 là ở tầng 1. Một đến 10 là 10 nha. 11 đến 20 là 10. 21 đến 30 là 10. Cô giáo đưa cho mỗi bạn một chiếc chìa khóa tủ được đánh số tương ứng. Tương ứng với các số thuận. Có bao nhiêu kết quả thuận lợi cho cô?
Số trên chìa khóa là tủ tầng 1. Như vậy đây mình có 10 kết quả không? 10 kết quả. Mình chọn câu C nha. Câu 18. Khi gieo một đồng xu cân đối 14 lần, bạn Lâm thấy có 9 lần xuất hiện một xác. Xác suất thực hiện cho biến cố E. Mặt xuất hiện là mặt ngửa. Mặt ngửa là đây là 14. 19 là bằng 5. 5 phần 14. Chọn câu C nha. Câu 19. Cho bảng thống kê về số lượng chốt đơn các mặt hàng của một shop bán hàng online trong tuần thứ nhất là điện tử, mặt hàng điện tử là 42, số lượng chốt đơn 42, mặt hàng quần áo là số lượng chốt đơn là 33, mặt hàng mỹ phẩm số lượng chốt đơn là 15. Dựa vào bảng trên, xác suất chốt đơn của mặt hàng mỹ phẩm là bao nhiêu? Là 15. Trên 42 cộng 33 cộng 15. Trên cho 42 cộng 33 cộng 15 nó bằng 1/6. Một phần sáu nè. Câu 20. Với mọi ít thuộc R, khẳng định nào sau đây là sai? Câu này mình sẽ có nè. Mình phải đúng nè, đúng không? Một. Nó không là đúng rồi, cái này đúng rồi đúng không? Đây là một trên. X cộng 1 bằng x trừ 1 bằng 2. Cộng 3 bằng 4. Đúng rồi. Này câu sai mà là câu C. Các em sẽ có 8 phần mánh phần đầu tiên trong cái đề cương ôn tập giữa học kỳ 2 toán lớp 8 là phần trách nhiệm nên là hết rồi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn và các em học sinh, hẹn gặp lại clip sau nhé. Bye.